quân số ngày càng hao hụt khiến áp lực công tác và tác chiến tác động đến từ người lính trong đơn vị chúng tôi thật nặng nề. Đại đội 8 Hỏa lực cứ chừng vài ngày thì lại có một ca thương vong ở trên dọc trục lộ. Để giữ được bí mật về quân số, tiểu đoàn chúng tôi cố gắng duy trì các mặt công tác thường xuyên, nhất là các hoạt động bung ra ngoài tác chiến để địch khó xác định được lực lượng hiện có của tiểu đoàn. Nhưng có một điều chúng tôi khó giữ được là cứ mỗi lần bị thương vong vì mìn ngoài đội hình, thì anh em hay bắn ám hiệu để cầu cứu. Nếu bọn địch có theo dõi về điều này, thì bọn chúng có thể nắm bắt được một phần sự thương vong của tiểu đoàn chúng tôi. Chiều hôm trước, đơn vị tổ chức một lực lượng chừng 20 tay súng để đưa tiểu đoàn trưởng hai bội ra trung đoàn dự họp. Sau đó thì trời đổ một trận mưa khá to, khiến đội hình và đường xá ngập ngụa, nên mọi hoạt động đi lại trong tiểu đoàn rất hạn chế, khiến đội hình đã vắng lại càng vắng lặng. Bọn địch cũng bỗng dừng các hoạt động, khiến tự dưng ai ai cũng cảm thấy có một điều gì đó khá trống trải, nhưng lại chẳng hình dung được đó là điều gì. Như cái kiểu điều gì đó thấy thường ngày mà giờ lại không thấy xảy ra. Riêng chỗ khẩu cối chúng tôi thì do không phải công tác, gác sách gì nên chẳng phải để ý đến chuyện đó. 5 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 1981, trời vẫn còn nhá nhem, chưa sáng rõ. Giữa lúc mọi người đang say mê ngon giấc, thì đột ngột tiếng súng các cỡ dồn dập vang lên từ mọi hướng bên ngoài căn cứ vào đội hình. Giật mình tỉnh giấc trong tâm trạng còn mơ màng, chỉ kịp lăn mình qua một bên cho rơi xuống đất, tai đã nghe tiếng đạn nhọn xuyên vào mái tôn, lộp bộp như mưa rào. Lửa theo đường đạn làm sáng rực lên không gian đang tĩnh mịch. Kinh nghiệm kế thừa của những đàn anh truyền lại và thói quen trong tác chiến đã cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc ở tình huống này. Nếu ngồi bật dậy, có lẽ nửa phần trên của tôi đã dính vài vết đạn nhọn. Vì cái mái nhà tôn của tôi bị lỗ chỗ vết đạn do địch bắn trúng. Anh Minh còn phản xạ nhanh hơn tôi, vì khi đó đã lao ra hầm trú ẩn với động tác xoay người xuống đất và hơi nhổm dậy vọt tiếp ngay vào hầm. Gần như ngay lập tức, theo những loạt đạn nhọn là tiếng hỏa lực trực xạ của địch nổ dồn dập liên hồi. Ngay trên bờ hồ, chỉ cách trận địa đặt cối chừng 2 mét là từng chùm đạn lửa 12 ly 7 bắn thấp đỏ lừ bằng nắm tay từ hướng bắc cứ lao qua từng đợt sáng rực lên. Tiếng nổ đanh giòn của các đầu đạn hỏa lực bắn gần khiến cho những tiếng đạn nhọn bị át đi, chỉ còn nhìn thấy từng chùm đạn lửa đan qua đan lại bay chi chít. Tiếng anh mình la lên: DM đánh lớn rồi! Thì tôi đã luồn ra được hầm đặt súng. Lúc này lác đác đã có tiếng súng của các mặt gác đáp trả về hướng bộ binh địch. Rồi tiếng súng đáp trả của ta bắt đầu rộ lên. Phải nói anh em phản ứng rất nhanh. Chưa vội bắn, tôi đưa mắt quan sát để xác định đội hình và hướng tấn công chủ yếu của địch. Chính diện tấn công của chúng rất rộng, kéo dài từ hướng Tây đại đội 6, bọc vòng hết một nửa đội hình của tiểu đoàn chúng tôi, đến cuối đội hình đại đội 7. Trong cự ly hơn 1 km, bộ binh chúng có vẻ triển khai rất dày đặc. Đạn lửa từ nòng súng các cỡ của chúng bắn vào tiểu đoàn như đan lưới. Xen kẽ trong đó có ít nhất là 4 vị trí chúng đặt đại liên 12 ly 7. Và đáng sợ hơn nữa, với từng đó các khẩu DKZ-75, chúng đặt bắn thẳng vào đội hình. Tiếng máy hữu tuyến từ tiểu đoàn gọi chúng tôi đổ chuông lạch cạch liên hồi. Lệnh cho khẩu cối chúng tôi bắn về hướng đại đội 5, là hướng đang bị địch tấn công chủ yếu. Anh Minh chỉnh pháo lấy tầm, còn tôi cứ thế bỏ đạn, cứ lụp bụp tiếng đạn cối rời nòng lao về phía địch. Bắn chừng được trục trái, đột ngột tôi thấy có một luồng hơi mát lạnh thổi về hướng mình. Bình, bình. Tiếng DKZ-75 bắn trực xạ vào bờ hồ, chỉ nghe có tiếng nổ chứ không nghe tiếng đề pa. Trong đó có trái địch bắn chính diện ngay gần vị trí hầm cối. May là chúng chỉ xài đạn nổ nên chỉ gây chấn động ở phía bờ hồ. Nếu chúng dùng đạn xuyên phá, có lẽ tôi đã không thể nào thoát chết. Viên đạn bắn chúng quá gần khiến áp lực thuốc nổ làm anh em thấy tức ngực và ngạt thở bởi khói thuốc cuộn vào trong hầm. Mặc kệ chúng cứ bắn, khẩu đội tôi vẫn tiếp tục bắn về hướng đại đội 5 để chi viện. Chúng tôi cứ bắn và khẩu DKZ-75 cứ phản thẳng vào thành hồ. Cả cánh rừng cứ rền rĩ những tràng đại liên hai bên bắn qua lại với nhau. Lúc này, những trận địa cối
các cỡ của chúng đặt xung quanh mới bắt đầu tam chiến. Tiếng đề pa của nó cứ tong, tong, nghe như tiếng bắp rang. Cả một khu rộng lớn trống trải bên trong đội hình của đại đội 6, khói đạn cối nổ bốc lên, khiến không thể quan sát được gì thấy. Chỉ thấy trong đám khói đen kịt có ánh chớp đạn nổ, cứ nhấp nháy gần như không ngừng. Từ ngay khu vực trận địa lúc này, nhìn ra khu vực chiến hào thông tin giáp đại đội 7, đã thấy bóng những tên địch vừa vận động bắn vào vừa thổi còi uy hiếp anh em ở ngoài chiến hào. Đây là cự ly quan sát bắn chính xác nhất, chứ để một lúc nữa địch vào gần hơn thì ta bắn sẽ không tác dụng gì nữa, vì sợ mất an toàn cho bộ binh. Thế là tôi quyết định rời nòng, quay pháo về hướng trước mặt để bắn chặn địch. Trực diện với khẩu DK-75 đang ngắm bắn về hướng chúng tôi. Một đằng là pháo bắn trực xạ, một đằng là hỏa lực bắn cầu vồng. Cứ địch bắn một trái thì chúng tôi phản liền được 3 quả. Vừa bắn vừa quan sát để xác định hướng bắn quan trọng của mình. Trong nửa giờ đầu tiên, chúng tôi đã bắn cấp tập về hướng đại đội 5 và hướng bắc gần 100 trái đạn. Có đôi lúc bắn ra, nghe ngóng động tĩnh, không thấy địch có phản ứng gì. Nhưng có lúc sau, tiếng nổ cối, thấy tiếng súng của địch, khu vực đó bỗng im ắng. Có nghĩa là đạn đã rơi trúng đội hình của chúng. Chúng tôi cứ chỉnh từng điểm nổ, quyết liệt của địch, buộc chúng hạn chế bớt đi. Trận chiến càng kéo dài, lợi thế của địch càng vượt trội. Khẩu DKZ-82 và khẩu 12-7 phối thuộc của đại đội tôi bên ngoài chiến hào đã lần lượt bị trúng đạn thương vong. Chỉ còn tiếng đạn nhọn của ta bắn ra bên ngoài được duy trì đều đặn. Còn tiếng hỏa lực của ta bỗng vơi dần. Trước lợi thế như vậy, địch bắt đầu tung thêm lực lượng bộ binh đánh sâu vào. Tiếng tuyết còi, tiếng chô, chô của chúng vang vào đến trận địa chúng tôi, nghe thấy rõ. Suốt gần một giờ tấn công quyết liệt, với mức độ hỏa lực trực xạ và tầm xa vượt trội, nhưng lực lượng thuộc mũi chủ yếu của địch vẫn không dùi bung được một điểm nào trong đội hình phòng ngự của tiểu đoàn chúng tôi. Chúng liền chuyển sang một cách đánh khác, không còn hò hét bắn phá dồn dập như ban đầu. Bọn chúng dồn lại từng cụ để tiến công vào từng điểm đội hình phòng ngự của ta. Những tên bắn đạn nhọn tìm chỗ ẩn nấp thật kín và liên tiếp bắn đổ đạn về hướng ta. Chúng cứ lia đường đạn đủ các hướng ở phía trước. Những tên mang hỏa lực sẽ già theo đường đạn của những tên này. Chỉ cần phát hiện tiếng đầu nòng của lính ta bắn ra là lập tức chúng dùng hỏa lực B bắn tới tấp mấy quả ngay vào vị trí đó để tiêu diệt tỉa từng vị trí. Lính tiểu đoàn chúng tôi không lạ gì cách đánh này. Cứ hễ chúng lặng im thì anh em cũng lặng im, không nổ súng. Chỉ thường xuyên di chuyển để không thành mục tiêu chết cho chúng ngắm bắn. Lúc này, hỏa lực ở các cỡ chúng đặt từ căn cứ và trận địa xung quanh vẫn bắn dồn dập vào đội hình chúng tôi không nghỉ. Khu vực chúng bắn tập trung là xung quanh đội hình của ban chỉ huy đại đội 6 và trận địa khẩu cối 82 của trung đội chúng tôi nằm trong đội hình của đại đội, vốn được coi là phía sau chính diện tấn công. Mặc kệ hỏa lực của chúng cứ bắn, quan trọng nhất là người lính bộ binh đang chặn đánh chúng ngoài chiến hào. Nói rộng ra, sự quyết định nằm ở chỗ hai thằng lính đang cầm súng đối kháng lẫn nhau. Thằng nào bản lĩnh và tâm lý cứng cáp hơn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Lính các đại đội bộ binh thuộc tiểu đoàn chúng tôi lại được các chỉ huy dày dặn kinh nghiệm phòng ngự ở chiến trường chỉ huy, nên khả năng chiến đấu phòng ngự là rất tốt. Chỉ có đội hình tiểu đội thông tin hữu tuyến nằm án ngữ ở hướng bắc ban chỉ huy, tiếp giáp với bên trái là đội hình trinh sát và bên phải là đội hình đại đội 7 là đáng ngại nhất. Đây cũng là vị trí án ngữ hơi chếch phía trước khẩu cối 82 của tôi và anh Minh. Từ vị trí bắn của chúng tôi thì có thể quan sát thấy anh em trong chiến hào rất rõ. Tiểu đoàn chúng tôi ngoài những anh em phục vụ công tác chuyên môn như quân khí, quân nhu, còn có 3 trung đội trực thuộc là trinh sát, thông tin và đội tải. Mỗi trung đội có 2 tiểu đội. Trung đội thông tin thì có 2 tiểu đội vô tuyến và hữu tuyến. Tiểu đội vô tuyến thì có máy tiểu đoàn và các máy này tăng cường cho đại đội để liên lạc chỉ huy trong tình huống đánh lớn như trận đánh ngày hôm nay. Còn tiểu đội hữu tuyến trước đây đảm nhiệm thông suốt đường dây theo trục lộ. Còn bây giờ các đường dây giữa các tiểu đoàn không còn nữa. Chỉ có một tổng đài hữu tuyến đảm bảo thông tin liên lạc giữa tiểu đoàn và các đại đội với nhau. Còn một máy thì bố trí cho khẩu 82
phối thuộc của tôi, để tiểu đoàn ra lệnh trực tiếp bắn. Trong đội hình ngay gần ban chỉ huy tiểu đoàn, có một cây độc lập mọc rất cao, là nơi đặt cây anten của bộ phận thông tin vô tuyến và tổng đài hữu tuyến. Từ nơi này về hướng bắc chừng gần 200 mét là chiến hào của tiểu đội hữu tuyến, đảm nhiệm khoảng 100 mét chiến hào tiền duyên. Tiểu đội này thực tế công tác tác chiến như các đơn vị bộ binh, cũng thông chốt đường, trinh sát, phục kích, tải thương tử và các nhiệm vụ khác. Do từ trận địa đặt cối đến chiến hào tiểu đội thông tin khá trống trải, nên từ đầu tôi đã quan sát được mọi di biến động ở khu vực này. Còn những nơi khác thì chỉ phán đoán qua tiếng súng địch ta mà xác định. Lúc này, ngay khu vực phía trước tôi, nhìn thấy khoảng chừng 4 anh em đảm nhiệm đánh ra. Phải nói, nhìn hành động anh em rất bình tĩnh và kiên quyết. Họ cứ liên tục vừa ngóc đầu lên bắn, vừa vận động liên tục để nghi binh và giấu mục tiêu, khiến bọn địch bên ngoài rất khó phán đoán. Do đặc điểm chuyên môn và nằm xen kẽ giữa hai đơn vị khác, nên anh em ở khu vực chiến hào này rất ít bị hỏa lực. Chỉ thấy thỉnh thoảng anh em ngóc đầu lên, dưng súng ngắm bắn vài loạt, rồi lại tụt xuống chạy tắt ngang. Không còn nghe tiếng nổ của loạt súng, nhưng có thể nhìn thấy khói đầu nòng phụt về phía trước một đoạn rất rõ ràng. Địch lại bắt đầu một đợt tấn công mới. Khẩu 12-7 của chúng có vẻ vừa mới thay xong thùng đạn, nên chúng bắn dồn dập từng đợt dày vào đội hình. Lại những cục lửa bằng nắm tay lao vào vun vút qua đầu, tạo nên sức uy hiếp. Nhưng lúc này chúng tôi không còn lúng túng như ban đầu nữa, nên có thể vừa ẩn nấp vừa tránh hỏa lực, xong chỉnh tầm hướng bắn về hướng chúng những quả đạn cối tương đối chính xác hơn. Khói hỏa lực đã làm nhiều nơi không còn nhìn thấy rõ, nhất là phía sau lưng trận địa của tôi, khiến có vẻ tầm nhìn của khẩu DK-75 địch đặt ở bên ngoài bị hạn chế bớt. Những phát bắn của chúng không còn trúng trực diện bờ hồ như lúc đầu nữa, mà cứ vọt qua đầu, rơi đâu đó tận ở phía xa. Lồng trong tiếng hỏa lực của địch nổ vang là tiếng gầm rú phản pháo của pháo phản lực H-12 bắn về hướng cứ địch. Gần như cả đội hình đã nổ súng đều. Mặc kệ mùi khói súng két lẹt, mặc kệ tiếng hỏa lực nổ vang rền, hai anh em chúng tôi cứ lần lượt lúc chuyển hướng cối về đại đội 5, lúc thì về đại đội 7, lúc ngay hướng trước mặt mà bắn. Cứ chỗ nào rộ lên tiếng súng địch xung phong thì quay về hướng đó bắn chi viện. Chợt nghe tiếng anh Minh la lên: "Sắp hết đạn rồi!" Tôi nghe thoáng sửng sốt. Như vậy là gần 200 trái đạn đã được bắn đi. Chỉ tính riêng khẩu đội của tôi, một lượng đạn chưa có trận nào phải bắn nhiều như vậy. Mà cũng đúng, khi trận đánh đã xảy ra gần 2 tiếng đồng hồ ác liệt, anh Minh vội quay máy báo tình hình về tiểu đoàn. Tiểu đoàn thông báo xuống kho đạn đã mở bung, cửa ngõ bỏ. Từng đơn vị tổ chức lên lấy khi cần, chứ tiểu đoàn không có người tải xuống. Anh Minh liền giao cho tôi ở lại trận địa tiếp tục bắn chi viện. Còn anh thì vận động qua kho quân khí để vác đạn. Cự ly chỉ tầm 50 mét, nhưng lúc này để vượt qua và quay về là cả một quá trình rất nguy hiểm và khó khăn. Bản thân tôi ở lại với khẩu pháo cũng rất khó khăn. Khi mà lần đầu tiên một mình một pháo từ phía sau bắn trên lên chi viện, nói thật lúc này cũng không còn phân biệt được đâu là hướng tấn công chủ yếu và thứ yếu của địch. Tất cả các hướng đều đùng, oang, đùng như nhau. Nên tôi cứ để tầm hướng chết mà bắn về hướng chính diện trước mặt. Chỉ thỉnh thoảng quay khóa tầm xuống một vòng để tránh bị giật tầm. Mà độ giật tầm lúc này không còn nhiều, khi mà cái bàn đế do bắn nhiều quá nên đã dính chặt cứng xuống nền đất. Điều may mắn là trong trận địa này đạn lép liều lại không nhiều, chỉ có 2-3 trái bị lép phải dốc nòng để lấy ra nên đỡ mất thời gian. Chứ mùa mưa bảo quản kém, dễ ẩm mốc làm liều đạn lép. Cứ vài phút anh Minh vác về một thùng 2 trái thì tôi bắn 1 trái để tăng dần cơ số dự trữ, vì bọn Pol Pot cũng không còn bắn như đổ đạn giống lúc nổ súng ban đầu nữa. Có lẽ chỉ trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ này, chỉ tính phần hỏa lực hai bên đã bắn ra phải cỡ
hàng nghìn trái đạn hỏa lực các loại. Giữa lúc trận chiến tưởng như bão hòa, cả hai bên thì đột nhiên từ hướng căn cứ chúng, tiếng đề pa của pháo 85 nòng dài cứ đùng đùng nổ liên tục. Nó như sự chuẩn bị kết thúc của một đợt bắn pháo bông trong các lễ hội bây giờ. Sau đó tiếng đầu đạn pháo cuối tầm rít lên đua nhau rất dồn dập vào đội hình dọc theo trục đường, như muốn chia cắt đội hình tiểu đoàn chúng tôi ra làm hai phần. Chưa kịp hiểu địch đang có ý đồ gì thì cả đội hình bỗng nghe tiếng tuyết còi và tiếng la chô chô của bọn bộ binh địch vang dội. Từ trận địa cối 82, nhìn về hướng đại đội thông tin, tôi bắt đầu thấy những chiếc áo xanh carbine của bọn lính Pol Pot nhao nhao lên phía trước. Chúng đang tập trung xung phong vào chiến hào, nhưng chưa dám chạy thẳng mà chỉ vừa bắn vừa la, rồi vừa chạy kiểu ngang qua ngang lại, khủng bố tinh thần lính ta. Hướng các đại đội còn lại, nhất là khu vực đại đội 5, thì chỉ nghe tiếng hỏa lực của chúng bắn trực xạ, cứ ung, oanh, liên hồi. Anh Minh vội la lên: "Chúng vào rồi, chuẩn bị táo cối, vứt xuống hồ Thảo ơi." Đó là một tình huống ở Cao Mê Lai anh đã trải qua lúc trước. Tôi vội nhận lấy khẩu AK anh chuyển cho và khoác cái bao xe đạn vào trước ngực, đồng thời vớ lấy áo trấn thủ chuẩn bị ôm nòng pháo theo lệnh của anh. Nhưng nghe cho kỹ thì thấy các loại đạn bắn vào của bọn địch không tiến xa hơn chút nào. Tiếng chiếu chiếu lướt qua đầu, chứng tỏ bọn chúng vẫn đang ở một cự ly rất xa. Tôi vội thò đầu lên khỏi hầm pháo, nhìn về hướng đại đội thông tin để quan sát. Thật kỳ lạ, lại là những anh em ngoài đó vẫn đang quyết chiến như lúc ban đầu. Từng loạt đạn AK vẫn đều đặn bắn ra và không có ai bỏ chạy cả. Tôi vội quát lên để trấn an anh Minh và cũng để trấn an mình: "Ngoài chiến hào, thông tin anh em vẫn đang chiến đấu. Địch chưa vượt qua được mà. Không sao đâu." Nói rồi, tôi lại tiếp tục cầm lấy những trái đạn cối anh Minh đưa cho, bỏ vào nòng, bắn về hướng địch. Không biết tình hình chúng lúc này như thế nào, nhưng sức ép của địch trong giai đoạn này tăng lên thật đáng kể. Đã có rất nhiều trận đánh quy mô trước đó xảy ra, nhưng chúng tôi chỉ dựa vào hầm hào kiên cố, chịu đựng cho đến khi bọn địch đánh xong rồi rút. Chưa có trận đánh nào mà cường độ ác liệt và dai dẳng như trận đánh này. Có lẽ biết lực lượng của ta đã bị tiêu hao nhiều, nên chúng dùng một lực lượng lớn để quyết tâm đánh chiếm và phá hủy trận địa phòng ngự của ta. Trong đó, trọng tâm là khẩu H-12 luôn gây cho chúng rất nhiều sự khó chịu. Trận đánh xảy ra khi quân số bên ngoài chiến hào của ta chỉ còn hơn 80. Chỉ huy tiểu đoàn anh hai bội lại vắng mặt vì phải ra họp ở trung đoàn. Cho nên cả đơn vị phản kích lại trong một tình thế vô cùng bất lợi. Gần như ngoài chiến hào, bộ binh lúc này bị đánh chia cắt ra từng phần. Anh em cứ từng người tự giác mà chiến đấu theo khả năng và kinh nghiệm của mình, chứ mọi mệnh lệnh của chỉ huy gần như không triển khai tới từng vị trí. Trận địa bao phủ trong một màn khói mịt mù, khiến cho cảm giác cô độc vì bị chia cắt của người lính càng lúc càng dâng cao hơn. Nguy cơ bị thủng chốt từ bất cứ hướng nào cũng có thể xảy ra, khiến tôi và anh Minh vừa chỉnh bắn vừa thay nhau quan sát để kịp thời đối phó. May nhờ màn khói khiến các đường đạn của địch trở nên nổi bật hơn. Chỉ nhìn đường đạn của chúng bắn vào từ mọi phía có thể phán đoán một phần nào tình thế. Có vẻ áp lực chúng tạo ra chỉ tạo thế cho chúng tiến lên thêm một chút, chứ chưa có tốt nào chọc thủng vào đội hình. Đây là giai đoạn khá quyết định cho bộ binh. Hỏa lực bây giờ không còn đóng vai trò chính nữa, vì cả hai bên đã tiếp cận nhau khá gần. Chỉ còn những khẩu AK là phát huy được lợi thế. Thằng địch nói thật, dù có chiếm thế thượng phong hơn ta bao nhiêu đi nữa, chúng vẫn sợ chết như thường. Chỉ cần có vài loạt AK ở đâu đó bắn vào đội hình nghe thật rát là chúng sững lại, không dám xung phong ngay. Mà đối với lính bộ binh ở tiểu đoàn chúng tôi, anh em có thừa các kinh nghiệm để đối phó với các trận đánh trong giai đoạn cuối. Đột ngột có tiếng máy reo réo rắt, anh Minh liền chụp lấy tai nghe để nghe lệnh. Vừa nghe xong, anh quay lại la lớn: "Vào hầm ngay, trung đoàn bắn pháo chụp." Anh chưa kịp dứt lời thì đã nghe một tiếng bùng thật lớn như sát bên. U oanh! Trước mặt chúng tôi, ngay trên đầu đội hình thông tin, trên độ cao chừng hơn 10 mét, bỗng nháng lên một tiếp lửa, đồng thời
một bụm khói bung ra với nhiều tiếng nổ đanh giòn. Hai anh em vội lao vào hầm trú ẩn, trong khi mảnh pháo 105 văng tung tóe xung quanh, tạo nên những tiếng rít ù cắm xuống mặt hồ, nghe lùm bùm. Sợ mảnh pháo trúng nòng cối, tôi vội vớ lấy cái áo trấn thủ ôm lấy nòng pháo cho khỏi bị bỏng, đẩy nòng pháo vào thành trận địa. Đùng oanh, tiếng pháo 105 từ ngoài trung đoàn bắt đầu bắn cấp tập vào đội hình tiểu đoàn. Cả trận địa đột nhiên im phăng phắc, nhường chỗ cho tiếng pháo nổ giòn giã. Ngồi trong hầm nghe tiếng mảnh pháo phang xung quanh mà còn thấy khiếp. Bọn lính Pol Pot bị bất ngờ kiểu này, chỉ có nước phơi lưng chịu trận mà thôi. Dứt tiếng pháo, trung đoàn bắn thì cũng đồng thời chấm dứt luôn trận đánh. Trận đánh kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Cả trận địa hàng chục phút sau vẫn còn trùm phủ một màn khói đen. Đứng cách nhau 2 mét mà chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy người. Khi khói bắt đầu tan hết, hiện ra trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng rất kinh hoàng. Những đám cây rậm rạp trong và cận ngoài đội hình đã bị mảnh pháo san phẳng hết một đám lớn. Trên mặt đất, những mảnh pháo bị xé ra từ đầu đạn cỡ 2 ngón tay, dài cả gang nằm chi chít. Bên ngoài trận địa, bùng băng lính bọn Pol Pot băng bó những tên bị thương bỏ trắng rừng. Bên ta nhờ có hầm trú ẩn nên khá an toàn. Còn bọn địch đang ở tư thế đứng phơi lưng, coi như bọn nó chết chắc. Sau này chúng tôi được biết tầm pháo kích hết cỡ chỉ bắn chi viện đến giữa đội hình mà thôi. Ngay trên hướng chiến hào thông tin, trinh sát và đại đội 7, còn hướng về phía đại đội 5 thì pháo đã hết tầm không bắn tới. Không biết địch có biết được điều này không, nhưng trận pháo này chắc là những tên còn sống sót không thể nào quên được. Do lực lượng quá đông và còn nhiều nên chúng vẫn giải quyết được hậu quả, không để lại cái xác nào cũng như vũ khí trang bị. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi tổ chức phục kích đánh chặn ngang qua khu vực Tràng Chanh hướng Bắc, cách tiểu đoàn hơn một cây số. Nghe mùi hôi thối rất nặng, thấy xa xa từng đụm cỏ tranh vàng úa rải rác vài chục điểm. Đó là những cái xác chúng kéo ra rồi bỏ lại không thể vận chuyển về căn cứ. Những cái xác địch đã bỏ mạng trong trận đánh lịch sử của tiểu đoàn này. Một trận đánh mà anh em trong tiểu đoàn chúng tôi chấp nhận cho pháo bắn hủy diệt để bẻ gãy ý đồ đánh chiếm căn cứ của bọn lính Pol Pot. Chưa hết, sau trận đánh, ngoài những loạt bắn phản về hướng căn cứ chúng trong trận đánh, khẩu đội H-12 lại bắn tống tiễn chúng về căn cứ thêm tiếp 3 dàn. Trận Đăng Cum mùa mưa năm 1979. Tháng 4 năm 79, trong một buổi tối trời mưa tầm tã, vừa ăn cơm xong thì nhận lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống, đúng 19 giờ hành quân vào Đăng Cum. Đăng Cum là một tên phum của người Khmer. Phum này nằm ngay ở khu vực Mỏ Quạ, cách đường biên giới Campuchia Thái Lan khoảng 2 cây số. Năm 1979, sau khi đất nước Campuchia được giải phóng, lực lượng Pol Pot tan rã nhưng chưa bị tiêu diệt. Chúng chạy dọc về biên giới Thái Lan Campuchia củng cố lại lực lượng, dựa vào các thế lực ở bên ngoài xây dựng hàng loạt các căn cứ dọc biên giới làm mặt đạp để xâm nhập nội địa, chống phá cách mạng Campuchia và chống lại quân tình nguyện Việt Nam. Đăng Cum cùng với Cao Mê Lai, cao điểm 175 ở Hồ Âm Pin trở thành những căn cứ của địch trên tuyến biên giới Bắc Nam Bang. Và đây cũng là hướng tác chiến chính của Sư đoàn 5 suốt những năm từ 1979 đến khi đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia về nước. Tiểu đoàn vừa rút khỏi Cao Mê Lai, bàn giao địa bàn cho E4, trở về nghỉ ngơi được mấy ngày, giờ lại nhận lệnh đánh Đăng Cum mà lại phải hành quân trong một đêm mưa gió như thế này, mệt thật. Mấy thằng hữu tuyến vội vàng thu dây, còn bọn vô tuyến thì kiểm tra máy móc bật ở chế độ working lên sóng, cuốn vội tăng võng nhét vào cạnh ba lô phía tiếp giáp với lưng để tránh cái cạnh máy tra tấn lúc hành quân, buộc lại dây và ba lô khoác lên lưng. Tôi và thằng Cương Kiều khẩn trương xuống K10 theo sự phân công của lão Tiến Xòe, trưởng mạng. Đường từ Tà Pen vào Đăng Cum dài khoảng 30 cây số. Nếu là mùa khô, cự ly này không đáng bận tâm vì chúng tôi đã hành quân bộ quen rồi. Nhưng trong một đêm mưa gió, nước chỗ nào cũng ngang đầu gối thế này thì việc đến được Đăng Cum quả là không hề đơn giản. Trong đêm tối, cả tiểu đoàn bị bõm lội nước, người sau bước theo chân người trước. Đường hành quân là đường cắt theo phương vị bản đồ nên rất khó đi, chỉ có nhìn vào khoảng tối ở lưng nhau mà dò dẫm. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, lại thêm sức cản của nước
và trọng lượng của ba lô, vũ khí, lương thực, máy móc ở trên lưng, nên những bước chân của người lính trở nên nặng trịch. Những bàn chân tê dại không còn cảm giác. Hành quân cứ lầm lũi đi trong đêm, mặc trong mưa gió. Chốc chốc ở phía chân trời lại có những vệt chớp sáng lóe. Biết đó là chớp trời, nhưng vẫn ngỡ ánh sáng đầu nòng của pháo địch. Theo phản xạ, đôi tai dọc lên xem đạn nổ ở hướng nào. Thỉnh thoảng lại có tiếng ngã uỳnh uỵch vì bước hụt, vì vướng phải dây rừng hoặc đường trơn. Những tiếng suýt xoa cố nén trong cổ họng, đầu đó văng vẳng tiếng chửi thề. Lầm lũi bước, trí óc tôi lãng đãng nghĩ về những trải qua từng ngày vào mặt trận. Nghĩ về những cuộc hành quân dài như bất tận, mà cái xứ sở này kể cũng lạ. Mùa khô thì đi cả tuần trong rừng, không kiếm được nước, chỉ thấy khộp với le, le với khộp. Rừng chỗ nào cũng giống chỗ nào. Nếu như không có cái la bàn của mấy lão trinh sát để xác định phương hướng, thì kiểu gì cũng lạc. Có lần gặp những con đường bò cắt ngang đường hành quân. Chiếc xe bò tôi chạy trên đường mà bụi quấn theo sau như chiếc T-54 đang tăng tốc để vượt qua cửa mở. Vì vậy, những cuộc hành quân vào mùa khô ở xứ sở này như những cuộc viễn chinh trên sa mạc cát. Cát dưới lòng bàn chân bọc rát và mặt trời chói chang ở trên đầu càng làm cho những cơn khát trở nên khủng khiếp hơn. Nó hành hạ, giày vò tâm can của người lính, không thể dứt ra được. Đến mùa mưa thì ngược lại, chỗ nào cũng có nước, nước mênh mông khắp nơi, khiến có cảm giác như cái đất nước này đã hóa biển hồ. Nước cản bước chân người lính, nước làm cho quần áo, giày tất ướt sũng, hôi xỉ, khiến da rẻ bợt nhạt như xác người chết, làm cho nấm hắc lào ghẻ lợ thừa cơ tấn công những cơ thể eo uột của lính. Đi chừng 2 tiếng, có lệnh truyền xuống dừng thưa. Khẩu lệnh này có nghĩa là dừng nghỉ. Nhưng giãn đội hình thưa ra. Ôi giời ơi, nghỉ thế nào đây? Nước ngập ngang đầu gối thì nghỉ kiểu gì? Mấy thằng lính bộ binh chống báng AK xuống đất, rồi đặt ba lô lên đầu súng. Hai tay uể oải giữ lấy cái ba lô, mặc cho nước ngập ngang lẫy cò. Tôi không có súng mà chỉ có ba lô đựng máy, nên đành chân co duỗi. Hai tay ôm lấy một cây khộp bên đường mà gục vào nghỉ. Máu dồn xuống cổ chân tê dại. Đúng là nghỉ còn khổ hơn cả đi. Chừng 10 phút sau có lệnh truyền xuống tiếp tục hành quân. Đoàn người lại lầm lũi bước đi trong làn nước lạnh. Lần dừng nghỉ thứ hai thì không ngập nước nữa. Nghe thấy khẩu lệnh dừng thưa, những cơ thể rão rợi của người lính đổ vật xuống như những gốc cây bị đốn hạ. Quai ba lô vẫn nguyên ở trên vai, bỗng biến thành một chiếc gối mềm. Mặt đất ướt nhoét, dưới chân trở thành cái đệm bông ấm áp. Giấc ngủ của lính đến nhanh và sâu kinh khủng. Không biết tôi ngủ được bao lâu, nhưng đang ngon giấc thì có ai đó đạp vào chân. Mở mắt ra, nhìn thấy bóng người từ phía sau đi lên. Ánh đèn pin quét loáng loáng. Những tiếng rầm rì nho nhỏ, tiếng va chạm lách cách của súng ống vào tắt lưng bộ đội. Vẫn đang ngái ngủ, nên tôi lại nhắm mắt và chẳng quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh. Bỗng có tiếng quát to, rõ. Giọng của ông Trạch ở ngay phía trước. Chết rồi, đứt mẹ nó đội hình rồi. Tại thằng này, để mẹ mày. Tao mà không tìm thấy đội hình thì tao bắn chết. Ông gầm lên rồi cùng anh trinh sát lần theo dấu vết để lại, dẫn bộ phận phía sau đuổi theo đội hình đi đầu. Sau này tôi mới biết, thì ra khi dừng nghỉ là lính lăn ra ngủ, lúc có lệnh tiếp tục hành quân thì thằng công điếc, anh nuôi của trung đội thông tin không nghe thấy khẩu lệnh truyền xuống, nên cả đội hình phía sau vẫn ngủ ngon lành, mà đầu đội hình thì đã đi từ lâu. Tiểu đoàn trưởng Trạch và anh Bùi Tiến B trưởng trinh sát đi cùng đội hình tiểu đoàn bộ phía sau, thấy nghỉ lâu quá nên sốt ruột ngược lên xem. Đến chỗ thằng công thì mất dấu đội hình. Tức quá nên ông túm cổ áo, dí nòng khẩu K54 vào ngực thằng công mà dọa. Kể cũng khổ thằng bé, nó điếc lòi ra mà vẫn bắt đi lính. Nhiều khi nói chuyện với nó phải quát rõ to, mà nó cứ chu cái miệng lên cười. Mà nó chỉ cười chứ chẳng cãi lại ai bao giờ. Ngay cả khi bị thủ trưởng túm cổ áo, dí súng vào ngực, mặt nó vẫn nhìn chân chân vào nòng súng mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lại nhớ hôm đánh ở Cao Mê Lai, đạn địch bay rát quá, nó không nghe được, nhưng nhìn thấy anh em giảm mình tránh đạn, nó hoảng hốt, nằm ép mình xuống đất. Cái ba lô với nổ niêu song chảo lỉnh kỉnh như mai rùa trên lưng, kêu loảng xoảng. Bàn tay nó cầm cái muôi, cứ cào cào nền đất, để cố tạo một cái hố để chui đầu xuống. Ngồi gần bụi tre gần đó, nhìn thấy cảnh đó mà tôi không khỏi buồn cười. Cái bản năng sinh tồn thật mạnh mẽ, nhất là khi cái chết gần kề. Khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi tiếp cận Đăng Cung, suốt một đêm hành quân vất vả. Mà lúc triển khai đội hình chiến đấu, lính tráng lại tỉnh như sáo, mọi mệt nhọc dường như tan biến.
Theo kế hoạch tác chiến, đơn vị dàn đội hình và nổ súng đánh chiếm mục tiêu. Các loại hỏa lực thi nhau nhả đạn, những tiếng nổ chát chúa của những hỏa khí nghe như một dàn nhạc hỗn độn vì không có nhạc trưởng. Những viên đạn vạch đường xé nát màn đêm yên tĩnh, sáng rực cả bầu trời, mùi khói súng nồng nặc. Bọn địch bị đánh bất ngờ, bắn trả yếu ớt rồi bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Ta chiếm được mục tiêu khá thuận lợi, toàn tiểu đoàn vào đăng cung từ nhiều hướng. Căn cứ của địch trước đây là một khu khá trù phú vì rất gần biên giới, nhưng dân đã bỏ chạy hết khi bọn post xuất hiện. Giờ chỉ còn là một phum trống hơ, vài chục nóc nhà siêu vẹo ẩn dưới những vườn xoài đang chín ra chĩu quả. Những cây dừa cây thốt nốt in bóng đen tẫm trên nền trời. Mấy nóc nhà cạnh phum đang cháy đỏ, mùi khói súng vẫn nồng nặc. Chúng tôi tiến vào phum khi trời đang tảng sáng, vừa đói vừa mệt nên đi ngang qua vườn xoài, thấy những quả xoài chĩu chịt, rụng trắng gốc. Tôi với Cương nhặt vội một trái, lau qua vạt áo rồi nhét vào mồm, mút lấy nước rồi nhả cả vỏ. Chẳng biết quả xoài ấy có bị sao không, tứ nước ngọt ngọt chua chua ấy tan biến trong người khi vừa qua cổ họng. Sau trận đánh, kiểm tra lại quân số, đại đội 11 thấy mất thằng Thọ. Thọ vốn là dân thành phố, có bố là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Hắn đang học năm thứ 3 khoa hóa Đại học Bách khoa Sài Gòn thì đi lính. Khi mới vào đơn vị thì Thọ được bố trí ở tiểu đội hữu tuyến, trung đội thông tin. Nhưng khi biết bố Thọ là sĩ quan ngụy nên tiểu đoàn chuyển hắn sang K-11. Mới vào đơn vị được mấy tháng, lại có vẻ người nhút nhát, ít giao thiệp nên cũng ít người biết nó. Thọ mất tích là điều rất khó hiểu. Tiểu đoàn cử ngay một tổ quay lại đường hành quân đêm qua tìm nó, nhưng cũng không thấy, đành coi như mất tích, chẳng biết số phận nó thế nào. Khoảng 2 tháng sau, khi cùng thằng Cương mang máy ra sư đoàn để sửa, lúc ngang qua phum Mắc Ca, nơi chiếc M113 bị cháy trong trận đánh ngày 5 Tết Kỷ Mùi, tức ngày 1 tháng 2 năm 79, thấy một tờ giấy đặt ngay cạnh đường ở giữa phum. Bốn góc tờ giấy có bốn viên sỏi chạm lên. Nhìn thấy chữ Việt Nam, tôi cầm lên đọc. Khi thấy ảnh thằng Thọ mặc bộ đồ dằn di ở góc trang giấy, tôi hoảng hốt, giục thằng Cương đạp nhanh khỏi phum. Ngồi sau phóc AK, tôi vội lên đạn khẩu AK, nhìn lướt xung quanh để đề phòng bất trắc. Cảm giác lúc đó là tất cả những gì xung quanh đều có thể là địch. Những người đàn ông quấn xà rông vác dìu kia rất có thể là lính post trà trộn ở trong dân. Những cô gái Khmer hiền lành đang gánh nước kia thấy bộ đội Việt Nam vẫn nở nụ cười tươi rói. Còng tóc Việt Nam lờ o la, tức là bộ đội Việt Nam tốt lắm. Có khi vẫn là một lính nữ Pol Pot trá hình. Đọc vội tờ truyền đơn, tôi mới hiểu. Thằng Thọ không chịu được gian khổ và sợ chết nên nó đã đào ngũ sang Thái Lan. Trong đêm hành quân và đăng cung bữa nọ, nó bị bọn phản động Việt Nam lưu vong bắt được. Chúng viết truyền đơn kêu gọi: hỡi các chiến binh cộng sản, hãy nêu gương anh Đào Quang Thọ, con ông Đào Văn Hai và bà Lê Thị Út bị bắt lính và đưa sang xâm lược Campuchia để hy sinh vô nghĩa. Anh đã nhìn thấy lẽ phải nên quay súng về với chính nghĩa quốc gia. Mồ hôi tôi toát ra đầy lưng, cảm giác như những nòng súng hai bên đường đang dê theo hai thằng lính đơn độc với một chiếc xe đạp trên con đường dài hun hút giữa xứ sở đầy bí ẩn này. Sau này anh Nguyễn Tiến Dũng, một người lính cùng trung đội với Thọ, nói rằng ngay sau đêm mất tích, thằng Thọ lên đài BBC kêu gọi bộ đội ta hãy phạt chiến. Thật hú vía. Đơn vị chốt lại đăng cung, tôi với thằng Cương được bố trí dưới gầm sàn của một ngôi nhà ngay cạnh xe bộ K-10. Ngay cạnh nền nhà là một chiếc hầm mới đào ngập đầy nước. Để chủ động khi địch tập kích, hai thằng mắc cái võng chồng lên nhau vào hai cái cột nhà sàn sát miệng hầm. Tôi nằm trên, thằng Cương nằm dưới. Đêm hôm sau, vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy hai tiếng đề pa pháo ở hướng tây vọng lại. Đang dọc tai lên nghe thì thấy oam oam hai tiếng nổ lộng óc của pháo 105 từ Thái Lan bắn sang, nổ ngay ở giữa phum. Quả đạn nổ quá gần khiến ngôi nhà tôi ở kêu răng rắc như muốn sập. Mấy tàu lá dừa bị đạn địch tiện đứt cạnh đó rơi rào rào. Với phản xạ cực nhanh của lính chiến, ngay sau khi tiếng nổ, hai thằng đã nhảy xuống cái hầm ngập nước, thò mỗi cái đầu lên. Dễ đến 5 phút, không thấy tiếng nổ nào nữa. Chúng tôi mới lóp ngóp bỏ lên miệng hầm, quần áo dính đầy bùn đất và ướt như chuột lột. Đúng lúc ấy thằng Cương lẩm bẩm: anh Điền, em muốn đi cầu, giờ làm thế nào? Nó bị đi ngoài suốt từ hôm qua đến giờ, tại mấy cỏ xoài mút đây. Ban đêm chẳng nhìn thấy gì, nên nhặt được xoài rụng là chén ngay. Ban ngày khi bóc ra mới biết, quả nào cũng đầy sâu. Những con sâu màu trắng đục nhung nhúc bò sau lớp vỏ xoài. Hàng chục người đã bị như nó,
May mà bụng dạ tôi tốt nên không làm sao. Đi xa thì sợ pháo bắn chạy không kịp, mà ngồi gần thì thối, ai chịu được. Tự nhiên tôi nảy ra sáng kiến, liền cầm cái xẻng xúc ít đất đặt cạnh hầm nó rồi bảo: "Đây, mày đi vào xẻng này này, xong rồi hất ra xa, thế là ổn." Nó nghe theo, ngồi ị ngay trên cái xẻng. Và tôi lần đầu tiên thấy một người đi vệ sinh theo kiểu chẳng giống ai. Có lẽ chỉ có lính chiến mới có sáng kiến độc đáo này. Một tháng chốt ở Đăng Cum, cứ ngày nghỉ, đêm đi truy quét. Có đêm trinh sát dẫn chúng tôi lên mỏ quạ, đoạn biên giới lồi sang đất Thái Lan như một cái mỏ chim. Ở giữa đồng không mông quạnh, nhìn sang đất Thái, thấy điện đóm sáng choang, tiếng xe máy xen lẫn tiếng cơ giới hạng nặng, chạy ầm ĩ và tiếng hát, những điệu nhảy lam thon phát ra từ những cái loa thùng của quán cà phê. Cách đó vài trăm mét mà thấy nhớ phố phường Hà Nội. Cuộc sống vẫn tuôn trào mà đời lính sao gian nan đến vậy. Chiến tranh đã biến những thằng sinh viên như tôi, những đứa con thành phố như Cường Kiều, Hải Lé, Tiến Xòe, từ khắp mọi miền đất nước của mẹ Việt Nam hội tụ ở cái xứ sở hoàn toàn xa lạ này. Để đến hôm nay, những gì đã xảy ra cách đây 40 năm vẫn như ngày hôm qua. Trận đánh ngày 8 tháng 8 năm 1978, khi địch tập kích vào toàn tuyến chốt của tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 341, quân đoàn 4, tại đường 24 thuộc tỉnh Sở Vây Riêng. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Ngày 8 tháng 8 năm 1978, một ngày không bao giờ phai mờ trong ký ức của bất cứ một ai là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 270, sư đoàn 341, quân đoàn 4. Ngày hôm đó không phải như những ngày 23 tháng 12 năm 77 hay 6 tháng 5 năm 78 là những trận thắng oanh liệt, giòn giã để chúng ta nhắc tới nó với niềm tự hào sung sướng, mà đây là một trận đánh không cân sức, vô cùng ác liệt. Trận đánh này nó đã cướp đi biết bao nhiêu là người bạn thân, người đồng đội, chiến đấu kiên cường của tôi, mà họ đã gắn bó máu thịt với tôi từ đầu cuộc chiến. Tôi nhắc tới nó với nỗi đau vô bờ bến, nhưng buộc lòng phải nhắc đến bởi lương tâm người lính không cho phép chúng tôi thờ ơ, lạnh nhạt trước bất cứ một sự hy sinh nào của đồng đội. Các bạn ạ, trước lúc ghi vào đây vài nét về diễn biến của trận đánh này, mong các bạn đừng cho rằng trong tôi là những người thua cuộc, muốn thổi phồng thế mạnh của kẻ địch để ngụy biện cho sự thất bại của mình. Các bạn hãy tin ở chúng tôi, lời nói của những người chiến sĩ. Tôi viết với lòng tưởng nhớ những người đã khuất. Trước anh linh đồng đội, bao giờ tôi cũng giữ lòng trung thực. Đúng 2 giờ kém 15 phút ngày 8 tháng 8 năm 1978, sau 2 tiếng nổ kế tiếp của DKZ-75, lập tức tất cả các cỡ súng nổ rộ. Màn đêm yên tĩnh bị xé tan bởi những âm thanh hỗn loạn, lạch tạch, ùng oàng. Những đạn lửa sáng rực của 12 ly 7 đại liên đàn chéo nhau, xen lẫn những cục lửa sáng rực to bằng bắp chuối của DKZ-75 lao vun vút từ ngoài đồng vào các chốt của ta. Nghe tiếng nổ đầu tiên, chúng tôi biết ngay là địch tổ chức lực lượng lớn để tấn công vào tuyến chốt của D4. Từ trong hầm chạy ra, tôi vội vàng nép mình vào một gốc cây thốt nốt, mắt hướng về trận địa phòng ngự của D4 quan sát. Trời rất tối, nhưng ở đây đã quá quen thuộc, nên tôi vẫn nhận ra trận địa chốt của từng đại đội một cách chính xác. Trên tuyến đảm nhiệm, khoảng 2.000 mét, đội hình của D4 bố trí thành hình chữ V. Đáy chữ V là dê bộ của C4 hỏa lực, cối 82. Bên phải dê bộ tiếp giáp với D5 là chốt tiền tiêu của công binh B2. Trái công binh B2 là công binh B1. Mạn sườn bên phải dê bộ, bên trái về phía dê bộ là làng xanh, chốt của công binh B3. Bên trái công binh B3, phía trước cách khoảng 700 mét là chốt của B7, phối thuộc với D4. Bên trái B7 là tuyến chốt của D9, trung đoàn 266. Đứng ở đây tôi quan sát rất rõ diễn biến của trận đánh, thậm chí còn nắm được cả số lượng, vị trí đặt các khẩu súng DKZ và B41 của cả hai bên, ta và địch. Khoảng 10 phút đầu tiên, tiếng súng nổ dữ dội, hầu như các tiếng nổ liên tiếp nhau, không có khoảng cách. Lúc này ta hơi lúng túng, bị động nên hỏa lực bị áp đảo. Hỏa lực từ trong chốt ta bắn ít so với địch từ ngoài bắn vào. Cối của tiểu đoàn và trung đoàn cũng chưa kịp phản ứng. Ngồi quan sát, tôi rất lo lắng và đã có ý nghĩ sẽ mất chốt. Nhưng khoảng 10 phút sau, khi cối pháo ta phản ứng kịp, thì lập tức tình thế chuyển ngay. Lúc này hỏa lực của địch có phần thưa hơn, nên bộ đội ta đã triển khai được đội hình chiến đấu, do đó hỏa lực của ta nhanh chóng chiếm ưu thế trở lại. Đợt tấn công này hướng chủ yếu của địch là chốt của B2 và B1. Nhìn hỏa lực từ ngoài bắn vào, ta biết rõ điều này.
Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, địch vẫn chưa vào được công sự của ta. Thông thường thì sau một đợt tập kích ồ ạt bằng hỏa lực đầu tiên mà không kết quả thì địch buộc phải rút. Nhưng hôm nay, đợt tấn công đầu tiên không vào được, chúng vẫn không chịu rút. Tuy tiếng súng có thưa hơn, nhưng có hướng địch vẫn bí mật luồn vào. Bên ngoài hỏa lực vẫn bắn vào chốt của ta, rất dữ dội trên hướng của C3, C7. Bộ binh địch chưa vào, nó chỉ dùng hỏa lực và súng máy 12 ly 7 DKZ, cối 120, cối 82 và cối 60 bắn chế áp và nghi binh. Có lẽ C3 và C7 là những chốt nhô lên phía trước. Lực lượng ta mạnh, mìn bố trí nhiều nên địch không dám đánh vỗ mặt. Mà ý định của chúng có lẽ sau khi chiếm được C1, C2 xong, nó sẽ bao vây cô lập và tấn công C3 và C7 từ sau lên thì phải. Hơn 3 giờ, trận đánh vẫn tiếp tục, nhưng nhịp độ có phần yếu hơn. Có lẽ địch đã gặp khó khăn về mặt hỏa lực thì phải. Tình hình đã trở lại bình thường, như các hôm trước địch đánh lai dai suốt đêm. Nghĩ vậy nên tôi và anh em lại tiếp tục vào nằm ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng, đang nằm ngủ thì tiếng súng lại rộ lên một cách đột ngột ở chỗ chúng tôi, cách khoảng 800 mét, nhưng đạn 12 ly 7 của địch vẫn rít vèo vèo, thỉnh thoảng có viên trúng vách hoặc sàn nhà toang toác. Tất cả bật dậy, lợi dụng địa hình địa vật ẩn nấp. Với kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, chúng tôi phán đoán ngay là địch đã xốc lại lực lượng, tung dự bị vào tiếp thêm đạn để quyết tâm lấy bằng được chốt. Sau này khi anh em từ trên chốt chạy về kể lại thì tôi mới biết phán đoán của chúng tôi là đúng. Lúc này hỏa lực của tiểu đoàn hình như đã cạn đạn, lác đác mới thấy một vài phát DKZ B41 từ trong trận địa bắn ra. 12 ly 7 thì chỉ còn 2 khẩu bắn rất dè dặt, không biết sắp hết đạn hay bị địch kiềm chế thì không rõ. Trận địa cối 82 của C4 cũng gần hết đạn. Các lọt bắn bây giờ cũng chỉ còn một vài quả là tối đa đạn chuyển lên không kịp, trong khi đó bị địch kiềm chế rất mãnh liệt bằng pháo 105 và 12 ly 7. Càng về trưa, tình thế của ta càng trở nên gay go. Hướng của C2, đại đội trưởng và chính trị viên bị thương. Lực lượng trên chốt thương vong gần hết. Đạn hỏa lực hết sức chống cự của ta yếu dần. Khoảng 8 giờ, thì những người còn nguyên vẹn buộc phải bí mật mang theo thương binh rút lui, bắt buộc bỏ lại tử sĩ. Hướng C1 tình thế lúc này rất khó khăn. Phía sau ban chỉ huy đại đội đã có một bộ phận địch luồn sâu bọc hậu, chống cự được khoảng 30 phút rồi cũng phải rút lui. Khi đằng sau mất chốt bất ngờ, không kịp báo cho toàn đội hình nên đại đội này còn lại một tiểu đội 7 người chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi đã hình dũng hy sinh. Hướng của C3, cả ngày 8 tháng 8 và đêm hôm đó địch bao vây và dùng hỏa lực bắn dữ dội từ ngoài ruộng vào, còn bộ binh xông vào chốt nhiều lần nhưng đều bị ta đánh bật ra, chưa vào được làng xanh. Mãi đến 1 giờ ngày 9 tháng 8, khi các đơn vị phía sau bị mất chốt, lực lượng thương vong hơn 1/3, nên C3 chủ động rút để tránh bị bao vây, cô lập và bị tiêu diệt. Tại sở chỉ huy tiểu đoàn, ngay từ sáng ngày 8 tháng 8, đã bị pháo trên M13 và DKZ-75 của địch khống chế dữ dội. Trước tình hình đó, quân lực, quân khí, quân nhu và liên lạc anh nuôi đều phải cầm súng chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy. Hai đồng chí quân lực và quân khí đã anh dũng hy sinh. Ban chỉ huy tiểu đoàn lúc này chỉ còn đồng chí Hà, tiểu đoàn trưởng, là nguyên vẹn. Đồng chí chính trị viên và đồng chí tiểu đoàn phó đã bị thương. Riêng đồng chí chính trị viên phó thì đi với C2 khi mất chốt, bò ra bị đạn lạc. Đài quan sát pháo binh ở đấy cũng phải rút ra sau vì ở đó không thể làm việc được. Pháo địch bắn dữ dội. Dây bộ D4 trong một bán kính chưa đầy 50 mét chìm ngập trong khói đạn Đại Bác 105, cối 120 và DKZ-75. Những căn hầm nổi đắp đất rất công phu cũng chỉ chịu được một thời gian nhất định, về sau cũng bị bung hết bởi những viên đạn xuyên từ xe M13 và DKZ-75 bắn trực tiếp rất chính xác. Đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 8 thì mạng thông tin hữu tuyến và vô tuyến chỉ còn liên lạc được với C3 và C7, D5, còn lại mất liên lạc hết. Tình thế hết sức nguy cấp, trung đoàn phải cử một phó chủ nhiệm chính trị và một tham mưu phó xuống tiểu đoàn 4 để phối hợp chỉ huy, nhưng họ cũng chỉ tới được C4, đại đội cối 82 mi, không thể nào lên được ban chỉ huy D4 vì địch ở chốt C1 và C2 bắn kiềm chế con đường tiếp tế. Chi viện của ta rất dữ dội. Bây giờ ban chỉ huy D4 đã bị cô lập, dù có muốn rút cũng không thể nào rút được, đành phải tử thủ. Thương binh nặng, tử sĩ vẫn đang nằm lại trong ấy.
Tuy vậy, địch cũng không dám xông vào dây bộ, bởi vì lúc đó đang còn C3 ở phía trước, bên trái bắn lướt sườn sang mặt khác. Pháo ta lúc này bắn rất mãnh liệt ở đài quan sát pháo binh. Tôi thấy họ làm việc rất khẩn trương, gọi bắn và sửa bắn liên tục. Lúc này thì cấp trên không còn hạn chế đạn như trước nữa. Cứ thấy 3 hoặc 4 tên cụm vào là có thể bắn không cần xin lệnh. 17:30, toàn tiểu đoàn cũng phải bí mật rút lui về C4, không cho C3 biết, để bảo vệ sườn phải và phía sau của C3. Sư đoàn cho 1C của D9 E266 lên chốt sau của C3 khoảng 300m. Nhưng vì chỗ đó hầm hố chưa có, nên chỉ sau 2 giờ địch phản kích dữ dội. Quân số đã ít, lại thương vong, mất một số tương đối, nên cuối cùng họ cũng phải lùi về sau. Bây giờ trên tuyến chốt của D4 chỉ còn lại C3 và C7-D5 nằm độc lập ở phía trước. Duy chỉ còn C3 liên lạc được với trung đoàn. Sau này địch dùng hỏa lực kiềm chế liên tục, nhưng lực lượng của 2C này vẫn sùng dứt. Với quân số coi như đang nguyên vẹn, tối ngày 8 tháng 8, sau khi dê bộ D4 rút lui, địch từ cánh phải bắt đầu chiếm dê bộ làm bàn đạp tấn công C3 để bảo vệ đường liên lạc về sau và đề phòng địch bọc hậu. Ban chỉ huy C3 phải lùi về chốt dọc đường của dê bộ. Nhưng khi bộ phận này bắt liên lạc với D9 thì thấy không còn lực lượng nào ở phía sau nữa. C3 lúc này có nguy cơ bị chặn đường rút. Trước tình huống đó, ban chỉ huy của C3 đã hội ý chớp nhoáng và cho đơn vị rút lui. Đúng 1 giờ, mệnh lệnh được thi hành. Lợi dụng đêm tối, C3 lùi ra một cách an toàn. Tuy có bị địch bắn vào đội hình, nhưng không ai hy sinh, chỉ có 2 đồng chí bị thương nhẹ. Về đến tiểu đoàn, C3 lại được giao nhiệm vụ quay lại chốt ở ngã tư để bảo vệ sườn phải và phía sau cho C7. Chấp hành mệnh lệnh thì đơn vị phải đi, nhưng đã một ngày chiến đấu liên tục, không có hạt cơm nào vào bụng, mới thoát vòng vây. Bây giờ cán bộ chiến sĩ ai nấy đều mệt lử. Lên đấy chốt thì công sự chưa có, địch đang thế thắng liên tục, nóng lên. Hỏa lực của ta lúc đó loại nặng, đã mất hết. Nên đến 7:30 ngày 9 tháng 8 năm 1983, C3 cũng phải bỏ ngã tư, lùi về sau. Rõ ràng lần này không ai chỉ huy được họ nữa. Chẳng cần ai chỉ huy, chẳng cần quay lại để quan sát, cứ cắm đầu chạy về sau. Trước tình hình đó, ban chỉ huy đại đội, rồi thì cả tham mưu phó và mấy hàng trợ lý cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Họ không được phép chạy trước, nên họ phải chạy rất vội vàng. Được một quãng thì tham mưu phó cũng xỉu luôn. Lúc này trên toàn tuyến chốt của D4 đều bị đánh bật. Địch đã tràn vào chốt. C1, C2, C3 rất đông và bắn pháo 105, cối 120 vào đường rút của D4 rất dữ dội. Phía sau đội hình địch đã thấy xuất hiện những chiếc thiết giáp. Ở hướng trước C2 đã mất ngụy trang rất kín, trông như lùm cây. Chúng vừa chạy vừa nã đạn như mưa về phía ta. Bây giờ trên tuyến chốt dài 2 cây số chỉ còn lại một mình C7, D5. Vội vàng cho một bộ phận của D5 nóng lên chi viện cho C7, nhưng đã quá muộn. C7 lúc này đã bị bao vây hoàn toàn. 11 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1978, sở chỉ huy trung đoàn nhận được báo cáo cuối cùng của C7 là đã hết đạn, bị địch tràn ngập, đề nghị bắn pháo vào trận địa rồi mất liên lạc. Nghe xong, đồng chí Vân, trung đoàn trưởng, bỏ rơi tổ hợp rồi ngất luôn. Kể từ đây không còn ai nắm được tình hình C7 nữa. Mãi tới 14 giờ ngày 8 tháng 8, người ta mới thấy xe trưởng C7 và một liên lạc bò ra, người đầy máu và bùn đất. Lúc đó mới biết chốt C7 bị vây kín bằng bộ binh và 6 thiết giáp M113. Địch đã vào cách chốt 20m, phần lớn anh em đã hy sinh hết. Quân số của C7 ở chốt 45 đồng chí mà chỉ còn 14 đồng chí kể cả bị thương. Thật là một trận đánh lịch sử, đánh Mỹ Ngụy cũng như đánh Miên hơn một năm nay, nhưng chưa bao giờ chúng tôi mất chốt cả tiểu đoàn và để lại 50 tử sĩ như ngày hôm nay. Những người còn lại cũng hốt hoảng, đi mỗi người mỗi hướng. 3 ngày sau thu quân mãi, mỗi xe bộ binh cũng chỉ chưa đầy 10 đồng chí kể cả chỉ huy. Thật đau lòng mỗi khi nhắc đến sự thật bi hùng này. Rất do dự khi đăng những dòng nhật ký này, nhưng cuối cùng tôi cũng mạnh dạn đăng lên đây. Coi như thắp một nén tâm nhang nhớ tới những đồng đội, những người bạn chiến đấu đã ngã xuống trong một trận đánh không cân sức này, để đất nước ta có những ngày sống trong hòa bình, để phát triển, để cho chúng tôi được sống trở về với người thân, bạn bè.